Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý hành giả Phật tử, đề tài hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là vững trước khen chê, như là một nghệ thuật tâm lý và chuyển hóa cái tôi ở trong các mối quan hệ xã hội giữa con người với con người. Tâm lý học Phật giáo xác định rõ rằng lời khen và tiếng chê như là hai ngọn gió có thể làm cho ta bị chao đảo và ngã quỵ. Tâm lý thông thường ai cũng thích nghe nhiều những lời khen và dị ứng những lời phê bình và chỉ trích. Khi mình có một cái ấn tượng và một nỗi sợ hãi quá nhiều về lời phê bình, đồng thời lại có một thái độ mong cầu lời khen và rất là tán đồng thích thú với những ai phát ngôn mang tính tán dương, như là hiểu được ta, ta có khuynh hướng là đồng tình và có thiện cảm với người đó. Trong lời khen tiếng chê thì ta thấy là nó có hai cái liên minh được thiết lập. Đối với lời khen ta thiết lập liên minh tình thân, đối với tiếng chê đó thì ta thiết lập một cái liên minh để loại trừ những gì nó không phản ánh đúng hoặc là xuyên tạc về bên mình. Thiết lập liên minh với những người tạo ra tiếng khen nó cũng có những cái giá trị nhất định, nhưng cái tinh thần chủ nghĩa bè phái đó dễ dàng phát sinh, và do đó đó những cái tôi thích sự bưng bít với nhau đó, dễ dàng nói kết với nhau. Còn đối với lời phê bình chỉ trích thì thái độ thông thường của chúng ta là loại trừ nó. Khi ứng xử mang tính cách loại trừ được diễn ra thông qua một sự phát ngôn của một người nào đó, ta có ác cảm, thành kiến hoặc là những ấn tượng mà mỗi khi nghe nhắc về tên, thấy hình tượng hoặc là bất kỳ một cái gì thấy nghe, ta đều có cảm giác là không thích, không hài lòng. Chính vì thế mà việc vận chuyển và ứng dụng lời Phật dạy để giải phóng hai thái độ khen và chê như là những cái phản ứng thông thường biểu tỏ sự đồng tình và phản đối trở thành một cái nhu cầu thực tập tâm lý rất quan trọng đối với tất cả những người con Phật. Ta thử hình dung trong khoảng thời gian 10 ngày qua, hầu như những nắng mày sâu đang say mê những trận bóng đá không ạ? Người thì ủng hộ đội Đức, đội Ý, đội Anh, đội Pháp. Kẻ thì ủng hộ những đội mới mang tính tiềm năng và có khả năng loại trừ những đội mạnh hơn để tạo ra những cái cú hòa một mới. Và người ta đánh giá rằng thế giới bóng đá là như vậy. Khi rất nhiều người biết được tin Anh đã bị loại từ vòng loại, nhiều người bỏ không coi nữa. Cái sự khen ngợi đối với các cầu thủ đội Anh đã làm cho người ta có thiện cảm và cho rằng đội Anh là đội mạnh nhất. Cho nên khi vắng bóng đội Anh trên sân cỏ, những người có thái độ cực đoan về lời khen đã không còn muốn xem bất cứ một trận nào nữa.
Rồi ngày hôm kia rất nhiều người ủng hộ đội Đức và đội Ý. Nhưng mà khi thấy hai đội này đã hòa với nhau, cho nên họ bắt đầu phê bình và chỉ trích. Từ cái khen thể hiện qua sự ủng hộ và đồng tình, nếu điều đó nó không được thể hiện trên hiện thực thì bắt đầu cái mũi giáo của lời khen nó được trở ngược qua thành là sự tấn công. Như vậy là cái ranh giới giữa khen và chơi đó, nó chỉ cách nhau ở cái tơ tóc của hài lòng và không hài lòng đó. Cái tâm lý con người nó phức tạp như vậy. Khen trước, chơi sau, chơi trước, khen sau, lẫn lộn. Đó là lý do mà nhà Phật xem hai hiện tượng khen và chơi đó như là hai ngọn gió thế gian. Trong số 8 ngọn gió có thể làm cho con người sống ở trong một cái trạng thái cảm xúc lên và xuống như là thủy triều. Bản chất của người tu là làm sao cho cảm xúc của mình nó trở thành là một đường phẳng. Không có nghĩa là trở thành người vô tri, vô giác, mà là làm chủ được nó. Không để cho nó làm cho mình thất đi bát đảo, khi thế này, lúc thế khác. Và do vậy đó, là cái tình tự tâm lý của ta nó bị chạy và lôi kéo theo hoàn cảnh, mà thay vì nó phải làm chủ lấy hoàn cảnh. Ở trong kinh Trường Bộ có một câu chuyện khá lý thú. Hai thầy trò Bà La Môn rất là nổi tiếng, lại có hai cái khuynh hướng hoàn toàn đối lập nhau. Thầy trò Bà La Môn này đã dẫn theo một số đồ đệ và cùng đi song song ngang ngang đó đó, thì có các đệ tử của Đức Phật, trong đó có Tôn giả A Nan. Người thầy đó thì dùng hết tất cả những lời lẽ tiêu cực nhất, xấu nhất, nặng nề nhất, phê bình chỉ trích không còn chỗ nào nữa đối với Đức Phật, bao gồm những cái nội dung như là Tất Đạt Đa mà tu hành cái gì, ông này á là đứa con bất hiếu đối với cha, là người chồng á bất nhẫn với vợ, là người cha đó thiếu trách nhiệm với đứa con thơ, và là một đông cung thái tử trốn tránh cuộc đời. Tất Đạt Đa là người chuyên sử dụng các ma thuật để làm cho bất kỳ ai có cơ hội gặp ông một lần là mê mẩn và không thể nào không theo ông làm đệ tử được. Hàng tá và hàng loạt các lời phê bình chỉ trích nặng khi nghe như thế đó, thì người học trò ấn tượng nhất của ông lại có quan niệm đó là: nói, thưa thầy, con có quan niệm hoàn toàn khác. Theo con đó thì Sa Môn Cù Đàm là một người rất là dễ thương, dễ kính lắm. Ông làm được rất nhiều việc cho cuộc đời, ông đã biết bỏ cái quyền lợi, lợi ích, hạnh phúc cá nhân và gia đình để mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Chính vì như thế cho nên trong một thời gian rất ngắn, ông đã có được số lượng đồ đệ trẻ, tài năng, đạo đức nhiều hơn bất kỳ một vị đạo sư ở trong truyền thống của Bà La Môn giáo ta. Hai thầy trò chói nhau chỉ vì cái quan điểm khác nhau về một con người. Ở đây đó là Đức Phật. Bài kinh này không nói cái kết cục của cái cuộc chói giữa thầy và trò như thế nào. Nó được chuyển sang một cái hướng mới, đó là A Nan trở về lại chùa gặp Đức Phật và tường trình lại những sự kiện mắt thấy tai nghe trước mặt rất nhiều người khác. Đức Phật có nhận xét như thế này: đừng nên vội mừng bất cứ cái gì người ta nói tốt về mình, đừng nên vội buồn bất kỳ cái gì người ta phê bình về mình.
Là một người có trí, ta phải ứng xử hết sức bình tĩnh, xem lời khen đó đó nó có phản ánh đúng sự thật hay không, hay chỉ là một cái lời khen khống, khen a vua, khen định bợ, khen chỉ để mà khen. Còn đối với lời phê bình đó, thì ta cũng phải cân nhắc rất kỹ lưỡng xem điều họ nói về ta có thật sự là cái sở đoản hay là các mặt tiêu cực của ta hay không. Nếu câu trả lời có, ta phải biết ơn và thay đổi, vì họ là người thầy chỉ điểm cho ta. Còn nếu lời chê trách phát xuất từ một cái thái độ ganh tị, hận thù, không tùy hỷ với nhau, hoặc phát xuất từ những cái động cơ rất đen tối nhằm bôi nhọ danh phẩm, hạ bệ, chà đạp danh dự của một con người, thì ta lại càng không nên quan tâm về nó. Và đây chính là nghệ thuật để làm cho dòng cảm xúc của ta được thăng bằng. Trong tình huống một, lời khen nó phản ánh đúng được những gì mà người được khen đã ứng xử, đã sống. Và Đức Phật nói thêm một câu thứ hai: chuyện đó có gì đâu mà vui, mình làm vô số các điều tốt và người ta nhận thấy được điều tốt đó, ta khen tặng mình, Đức Phật khuyên là cũng không nên vui nữa. Đó là chuyện bình thường, làm điều tốt mà ta không khen mới là chuyện lạ. Đó là cái nghệ thuật để làm cho cái tôi của ta nó không có chuông sình ra. Dân gian Việt Nam thường nói đó, khi mình được khen nhiều quá đó, cái lỗ mũi mình nó phình to lên, nở lỗ mũi. Thực ra lỗ mũi thì nó có chừng đó thôi, là sao nở phình được. Nó phình là phình cái tôi bên trong, cái tôi nhận thức, cái tôi tâm lý, cái tôi trong các mối quan hệ xã hội. Khi cái tôi đó trương phình lên đó, thì gương mặt của người ta trở nên hớn hở, nụ cười cái vẻ rất là tươi rói, thái độ hân hoan, thậm chí luôn về luôn một ngày trời không ăn, người đó vẫn không có cảm giác là bị đói. Cái tôi nó có một cái năng lượng mạnh kháng cự lại một số cái tình tiết về thời tiết, khí hậu và điều kiện sinh học hay là điều kiện bao tử, nó vượt qua được trong một giai đoạn ngắn. Từ đó nó làm cho người ta dễ dàng rơi vào một cái trạng thái tâm lý nghĩ rằng đây chính là cái năng lượng của mình, mà trên thực tế nó là một cái năng lượng phá hoại. Thú vị nằm ở chỗ Đức Phật nói đó, khi mình làm điều tốt mà người ta khen là chuyện bình thường, để cho mình khỏi phải rơi vào chủ nghĩa công thần. Có rất nhiều người khi được khen rồi đó, mỗi khi tụ tập giao lưu với bạn bè chỉ kể về những cái thành tích của mình thôi, mà thành tích nó đã qua rồi, nó trở thành là một phần của quá khứ. Người ta nói về mình thì không sao, bởi vì ta không thể nào cản người khác nói. Còn mình tự nói về mình, tự khen về mình là một sự trơ trẽn. Nó kéo theo một cái thái độ tâm lý khác là tiếc nuối, tiếc rẻ, hoài vọng về cái hào quang chói sáng ở trong quá khứ mà bây giờ ta không còn nữa. Những người sống như thế là thiếu thiết thực. Thay vì chìm đắm ở trong lời khen về một thành tựu trong quá khứ, Đạo Phật dạy ta là hãy tiếp tục gây dựng những hạt giống, những hành động, những chương trình, những kế hoạch có lợi ích cho mình và người ở hiện tại và tương lai. Cái thành quả của sự đóng góp đó nó sẽ mở cửa và đi về phía trước. Và dĩ nhiên, đứng theo cái nhân quả thông thường thì những lời khen tặng sẽ tiếp tục được diễn ra, mà ta vẫn không hề bị các mũi tên cái tôi bắn trúng vào, làm cho mình chao đảo.
Trong cái tình huống một vừa nêu thì với tư cách là phụ huynh, ta phải hết sức khéo léo để giúp cho con em của mình không rơi vào cái sự thỏa mãn ở trong các thành quả và thành tựu. Năm 2006, khi thuyết giảng tại San Jose, California, Hoa Kỳ, chúng tôi được một gia đình Phật tử thuộc hàng triệu phú mời về nhà để chuẩn bị thuyết giảng cho các Phật tử khác đang chờ đợi tại đây. Sau buổi thuyết giảng xong đó, thì hai vợ chồng mới kể chúng tôi nghe đứa con trai duy nhất của ông bà 18 tuổi đầu, nói tiếng Việt không rành, nói tiếng Anh như người bản địa, vừa tốt nghiệp xuất sắc lớp 12 và chuẩn bị vào trường đại học. Ông bà bàn với nhau là đưa con của mình vào trường học nổi tiếng nhất Hoa Kỳ là Harvard, còn người chồng đó thì là muốn đưa đứa con mình tới cái trường ở California cho gần, thì mỗi lần có đi thăm viếng có thuận lợi. Sau đó họ bàn với nhau cái cách thức để nuôi dạy con, vì con của ông bà đỗ đạt mà thuộc cái hàng là đứng đầu bảng của thành phố San Jose, rất xứng đáng để nhận được những lời khen và sự khích lệ. Họ cũng tổ chức khen và khích lệ như thông thường, nhưng sau đó họ đã chuyển qua một cái hướng khá lý thú là xin phép cho đứa con được vào làm việc ở trong một cái thư viện, mà mỗi ngày đó cái lương của nó đó chỉ có được vài ba chục đô thôi. Trong thời gian chờ đợi để nhập học ở trong một trường đại học mới, cậu ta có được 15 ngày. Thì ông bà đó dành 15 ngày đó để đi thực tập. Là một triệu phú, ông bà có thể cho đứa con mình 100.000 đô, 200.000 đô, có khó khăn gì đâu. Nhưng lại khuyên con mình bằng cái lời khen như thế này: ba mẹ thấy năng lực của con rất giỏi, trước khi con đi vào trường đại học, 15 ngày kế tiếp con đã thực tập như là một người công nhân, làm việc với dịch vụ, với những người ngoài cha và mẹ, để có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời sau này con sẽ thành tựu được nhiều hơn. Đứa con hớn hở bởi lời khen và đi làm. Một tuần lễ sau đó, cậu ta lãnh lương được 100 đô, về là mừng hí hủng khoe với ba mẹ: mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con có được đồng lương 100 đô. Ba mẹ nói là con giỏi quá, chứ lúc mà ba mẹ bằng tuổi con, ba mẹ tìm ra đâu được 10 đô đâu. Con làm được 100 đô đó, là con đã giỏi hơn ba mẹ đến 10 lần. Đứa con nó mừng phấn chấn vô cùng. Mặc dù đó là con của một triệu phú, phương tiện vật chất đủ đầy, mỗi ngày cậu không cần phải đi làm gì cả cũng có 100-200 đô để xài, mà chỉ có cái lời khen đúng tình huống thôi. Cậu ta phải mất đến cả tuần lễ để được 100 đô mà cậu ta vẫn vui, vẫn hạnh phúc. Đó là cái nghệ thuật để mà giáo dục, giúp cho đứa con được trưởng thành bằng chính sức mồ hôi, sự lao động chân chính và khối óc khôn ngoan, đúng luật pháp, phù hợp với đạo đức. Nâng đứa con lên bằng những lời khen rất là chân tình, đứa con sẽ có cảm thấy rằng là 100 đô đó nó chính là cái giá trị rất là lớn mà trước đây đó, nhận tiền từ cha mẹ cái số lượng nhiều hơn đó, nó vẫn cảm thấy rằng là chỉ là một cái sự vay mượn đó, giống như một ngân hàng không lấy lãi, rồi phải tự mình đi làm, tự mình kiếm tiền, rồi sử dụng một khoản mà thay Đức Phật dạy là 1/4 để hiếu kính với cha mẹ, chứ không phải chỉ ăn bám vào cha, vào mẹ, vào những tình thương của người thân hay là chế độ an sinh xã hội. Như vậy bản chất của một lời khen đúng tình huống và có giá trị thật sự đó
nó sẽ tạo ra một chất kích thích như là một cái lực sức quát, làm cho người ta được đặt vào trong một cái quỹ đạo. Mà kể từ khi quỹ đạo nó được có cái điểm xuất phát thì nó đi đến nơi về đến chốn. Như vậy là bản chất của lời khen đó, nếu sử dụng đúng tình huống, rất là cần thiết. Và là những người Phật tử thì ta không nên tiếc rẻ lời khen. Có nhiều Phật tử sau khi học bài kinh Trường Bộ xong rồi và nhiều bài kinh khác trong kinh Tạng Pali, vì hiểu sai cho nên không muốn khen tán dương ai hết, nói giờ tôi khen bả mốt bả té hèn, tôi phải phê bình bả cái này cái nọ để cho bả được trọn vẹn hơn, tốt hơn trong tương lai. Như thế là sai. Vững trước khen không có nghĩa là ta không được quyền khen cái người đáng khen, mà ở đây đó là Đức Phật nói về cái thái độ tâm lý của người được khen, đừng để cho mình té hen ở trong lời khen đó. Và mình phải có một thái độ hết sức là lương thiện về tri thức, liêm khiết về lương tâm, xem cái lời khen đó có phản ánh đúng những gì ta đã đóng góp, ta làm hay không. Nếu không đó thì Đức Phật dạy tiếp, mình phải trả lời là cái này không có trong chúng tôi không phải là tác giả tạo ra những cái tốt đó. Để trả cái thành quả đó cho những người có giá trị hơn, đóng góp nhiều hơn chứ. Như vậy là người được khen phải ứng xử ngoài yếu tố vô ngã, không cống cao, tự hào, tự phụ về những gì mình làm được, đóng góp được, còn là một người rất là liêm khiết về lương tâm. Chúng tôi tình cờ xem một bộ phim Hollywood nói về thành tích của một người đã giúp cho hàng trăm hành khách thoát khỏi cái chết, vì người lái máy bay đó bị đột quỵ và anh này đã cứu, cho nên là khi cứu xong đó anh đã lẩn trốn đi, vì cái tâm lý của anh là một người mặc cảm và cũng là một tên đạo chích nữa, chuồn vô máy bay để đi ăn cắp đồ. Nhưng trong cái tình huống máy bay nó bị chao đảo, ảnh là cái người biết lái máy bay cho nên đã tạo ra cái đáp an toàn rồi ảnh chuồn mất. Sợ ta phát hiện mình là ăn cắp đó. Một kẻ hám danh khác tự nhận mình là cái người cứu giúp đó, cho nên trên chiếc máy bay lại có hãng quay phim, một đài truyền hình nổi tiếng phóng sự và quay phim trực tiếp trước sự nháo nhốn của rất nhiều hành khách. Anh ta đã lên đến tận mây xanh, ứng xử như là một người hùng. Và kể từ khi cái hình ảnh người hùng của anh ta được các đài đưa tin rằng rộ, cho năng lượng tâm lý về trị liệu đấy nên là có mặt ở rất nhiều bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối, chuẩn bị qua đời, rất mong mỏi được anh ta đến thăm. Và anh này ứng xử một cách rất là hào phóng, ở đâu có yêu cầu là anh ta đến. Và mỗi khi anh ta đến lại được các đài đưa tin trực tiếp. Một cậu bé 5-3 tuổi chuẩn bị qua đời, anh ta đến chỉ ôm cậu bé vào trong lòng với tất cả các tình thân thương nhất. Cậu bé cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc được cái người hùng vĩ đại đến thăm, cho nên cậu ta sống khỏe lại. Và nhiều cái hiện tượng khác nó diễn ra như thế. Ở tại nhà, tên đạo chích đã cứu một cái đầu máy bay thoát hiểm đó, khóc lóc. Trời ơi, cái vinh quang của tôi lẽ ra tôi hưởng, tại sao anh khác lại hưởng vào có thế này? Anh tiếc lắm. Anh ta chạy tới ngay những cái chỗ mà anh này đang hành hoạt, nói những lời phát biểu cao thượng thế này thế kia. Và anh này vừa đi cho tới đâu là cảnh sát an ninh đó, người ta lội ra tới đó, coi như là một con chó ghẻ thôi, hắt hủi chà đạp đánh ảnh. Anh nói tôi mới thật sự là người hùng, phải ai tin nữa đâu. Câu chuyện đó nó vừa có cái giá trị châm biếm mà vừa có những cái triết lý
để giáo dục. Khi mà cái tên tuổi của con người được đưa lên cao quá đó, người ta lại dễ dàng bị quên đi những cái giá trị thực ở trong đó, sự đóng góp không phải là mình. Còn cái người đóng góp thật sự là vì cái mặc cảm tội lỗi về một cái chuyện nào khác, cho nên không dám xuất đầu lộ diện. Rồi cái cuộc chiến tâm lý giữa hai này nó được diễn ra khi hai anh đối diện với nhau. Tên đạo chức nói với anh giả danh người hùng: tôi sẽ phanh phui anh trước mặt mọi người. Nên hai anh cùng rơi vào trạng thái khủng hoảng và tính tự tử mà chết. Hai anh đang nói chuyện đối thoại ở trên một cái tầng lầu cao mười mấy tầng, và đứng ở cái vèm lan can đó, và cái anh người hùng mạo danh đó là muốn tự tử và chết, và chính anh đạo chức này là ghi anh ta lại lơ lửng, rồi cuối cùng là cứu thoát. Ở dưới các đài truyền hình là tiếp tục quay đưa tin lên, và cuối cùng sự thật vẫn là sự thật. Thì cái người mà làm công tác quay phim cũng là một trong những nạn nhân trên chiếc máy bay đó đó, mà biết được rõ rằng cái người hùng thật sự là tên đạo chích, còn cái người mà hùng nhân danh là người hùng đó, là một tên đạo chích khác, tức là đạo chích về cái công lao của người khác. Nhưng mà kể từ khi cô được cứu đó, và cô phóng sự đưa tin về cái anh đạo chích về cái danh tánh người hùng, thì cô đã đem lòng yêu thương anh ta, cho nên cô phải dàn xếp nói với cái người đạo chích trên máy bay đó: anh hãy cút đi, tôi sẽ xóa và nhờ báo chí sẽ hỏa lấp hết tất cả những cái tiền án của anh bằng những cách viết rất là khéo léo, và anh đừng bao giờ xuất hiện ở quần chúng thừa nhận rằng mình là người hùng thật sự trên chiếc máy bay, vì anh không xứng đáng là người hùng. Thương lượng với nhau thì bộ phim nó hết ở đó. Cái lời khen đó, nó làm cho con người ta trao đảo đến thế. Kẻ đạo chích lên với mục đích là ăn cắp, trong tình huống nguy cấp là trở thành một người hùng, nhưng là không dám thừa nhận cái tính cách người hùng của mình vì mặc cảm tội lỗi. Còn cái kẻ được sống sót lại tự xưng mình là người hùng, cho nên biết bao nhiêu người là cả tùng. Đối diện trước cái hiện tượng mà được khen đó, chúng ta thấy là nó khó ứng xử lắm. Nó có cái niềm vui nhộn nhịp bên trong, rồi từ đó đó là thiên hạ có thiện cảm, có ấn tượng. Và nhờ thiện cảm ấn tượng đó, nó có những cái tình huống là phước chủ mai thay, nó tạo ra một cái sinh khí mới cho những người nghĩ rằng là mình có được cái danh dự để được gần gũi, đã được quay phim chụp ảnh với người hùng, hàng loạt những cái sự kiện đó diễn ra. Cho nên Đức Phật dạy là khi mình không xứng đáng với những cái giá trị được khen thì ta cũng phải đến chính. Ta làm có một mà người ta khen ta đến 10 đến 20, nó không xứng tầm cái giá trị mà mình đã bỏ ra. Cho nên á, trong tình huống đó, ngoài việc đến chính, ta cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa ở trong tự thân của mình. Còn nếu mà mình là 100 mà người khác chỉ thừa nhận có 10, thậm chí có 1, Đức Phật khuyên cũng lại càng không nên buồn. Bởi vì mình làm đâu phải để được tiếng khen, làm đâu phải để thiết lập cái thiện cảm với người khác, mà làm như là một bổn phận. Thứ nhất là hoàn thiện cái nhân cách đạo đức ở bản thân mình, và thứ hai, thông qua sự hoàn thiện nhân cách đó đó, ta mang lại lệ lạc cho tha nhân. Và đây chính là một trong những nghệ thuật tu tập để dẫn đến cái tiến trình chuyển hóa về tâm thức. Còn ăn cắp hay là đạo chích cái thành quả và công trạng của người khác để được khen đó, thì đó là tệ hại và đáng phê bình nhất. Mà kết cục của bộ phim Hollywood đó là nói về cái hiện tượng này. Phim của Hollywood có cái kết cục lãng xẹt lắm, nó khác với cái kết cục của các bộ phim châu Á, là thiện thắng ở giai đoạn cuối, ác đó là bị thất bại. Dầu cả một tiến trình bắt đầu cho đến diễn tiến gần cuối,
nó luôn luôn là cái phần nổi trội. Còn Hollywood tạo ra những cái bất ngờ để cho tất cả mọi người xem phải tức là họ thành công, và mỗi người tự tìm ra mình một đáp án với ba dấu chấm chấm chấm, lý giải, phân tích, nhận định, đánh giá, và càng tạo ra cái sự tức tối để khơi dậy cái thái độ đánh giá của người xem nhiều chừng nào thì các nhà làm phim được xem là thành công chừng đó. Sau đó Đức Phật phân tích một điều rất là có ý nghĩa. Ngài nói: này A Nan và tất cả các đồ đệ của ta, nếu quý vị bình tĩnh phán xét đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái vị thầy Bà La Môn phê bình ta đó không đúng cách, cho nên trở thành là cái người tán dương ta thầm lặng. Đó là cái cách khai thác về tâm lý để ta vượt qua được những cái nghịch cảnh khi mình làm việc tốt về đạo đức mà người khác lại chọt gậy bánh xe, phá đám, vân vân. Đức Phật lấy cái câu cuối thôi: Sa môn Cô Đàm, như là một nhà huyễn thuật, bất kỳ người nào có dịp tiếp xúc với ông một lần thì đều từ bỏ tôn giáo của mình để trở thành đệ tử của ông. Ý muốn nói ông là ma mảnh, nói ngài là ma mảnh, dùng cái xảo thuật, dùng bùa mê thuốc lú để cho người ta theo mình, nhưng mà thực ra đó là cái lời khen. Từ bỏ một tôn giáo đâu phải chuyện dễ đâu. Cái gốc rễ văn hóa tôn giáo đó đối với Bà La Môn là nó bám sâu từ hàng ngàn kiếp rồi. Sinh ra thì cái máu Bà La Môn đã có sẵn, cái quán tính Bà La Môn đã có sẵn, chất liệu văn hóa Bà La Môn đã có sẵn rồi, đâu phải dễ gì mà nhổ lên được tất cả cái này. Mà nghe một cái bài thuyết giảng mà từ bỏ tôn giáo của mình để theo làm đệ tử Phật thì phải biết rằng là cái chất liệu, chất lượng về nội dung tâm linh của những gì Phật nói phải hết sức là đặc biệt, phải không ạ? Cho nên chúng ta nếu bình tâm mà xét thì ở trong rất nhiều lời phê bình đó, nó lại là cái lời tán dương, tán dương theo một kiểu khác. Đức Phật không có nhận xét nhiều về những lời phê bình khác, ngài chỉ nói một cái góc độ đó để chúng ta lấy kinh nghiệm. Không phải mỗi khi là ai phê bình ta đều buồn. Còn đối với lời chơi nó có nhiều dạng, do ganh tị mà chơi, do hận thù mà chơi, do không tùy hỷ mà chơi, do hiểu sai lầm mà chơi, do cái thành kiến, ác cảm trong quá khứ mà dẫn đến một thái độ không đồng tình, từ đó phê bình chỉ trích. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật không hề phân tích gì đến cái lời khen của người học trò, bởi vì đối tượng được khen trong tình huống này không ai khác là Đức Phật. Chỉ biết rằng là sau bài kinh đó thì Đức Phật có nói về 4 năm cái tầng cấp của cái lời khen. Lời khen tặng trong kinh này Đức Phật chia ra là tiểu khen, trung khen, đại khen và khen đúng với bản chất. Khen Đức Phật chẳng hạn như là một người từ bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con thơ, không màng đến danh lợi của thế trần để trở thành một nhà xuất gia tâm linh. Đức Phật gọi đó là cái tiểu khen. Khen đó nó chỉ có giá trị nhỏ thôi, bởi vì ai cũng có thể làm được việc đó. Bằng chứng là trước Đức Phật vài năm, ngài Mahavir, người đã khai sáng ra đạo Kỳ Na, cũng là một vị Đông Cung Thái Tử, chối bỏ ngôi vàng để trở thành một nhà tâm linh và đã dựng ra một giáo phái
vượt lên trên Bà La Môn giáo là Kỳ Na giáo. Và ông cũng là một trong những người khai tổ của phong trào Sa Môn, phủ định Thượng Đế và kêu gọi mọi người không lệ thuộc vào các thần linh. Còn trung khen á, là khen rằng là Đức Phật giảng kinh thuyết pháp rất là hay, giá trị giáo pháp của Ngài cao thượng thế này thế nọ. Đúng là cái chuyện khen bình thường đó, bởi vì giá trị của nó như thế thì người ta nói như thế thôi, tôi không có gì phải mừng, phải hãnh diện tự hào về những cái thành quả đó. Còn cái đại khen đó là khen rằng đó là ở trong những hoàn cảnh nghịch, Đức Phật đã tu được giác ngộ và giải thoát. Ở trong những cái tình huống hận thù của cuộc đời, Ngài đã trở thành là người không hận thù, tức là tận dụng cái nghịch cảnh để tạo ra cái thuận cảnh, tận dụng cái bối cảnh của phiền não để tạo ra chất liệu của Bồ Đề, được gọi là đại khen. Là những người Phật tử thì chúng ta có thói quen là khen Đức Phật là tiểu khen đó, hoặc là trung khen là hết rồi. Ở trong những bài mà tán dương công đức ở các chùa, trong các nghi thức từ Thiền Tông cho đến Tịnh Độ Tông cho đến Mật Tông, ta mới khen Đức Phật ở dạng tiểu khen, tán dương ở một phương diện rất là bình thường. Tại sao Đức Phật lại nhấn mạnh đến cái góc độ đại khen? Vì cái đó là một bài học mà ai trong chúng ta đều có thể làm được. Nó là một cái hình ảnh khá ấn tượng, và không phải cái đó là dành riêng cho Đức Phật. Còn cái tiểu khen, trung khen là nói về cuộc đời của Ngài thôi. Ngài thế này, Ngài thế kia, Ngài vĩ đại. Đức Phật thành Phật đâu phải để được cái danh xưng vĩ đại, để được chúng ta bái viếng tôn thờ, để có thêm nhiều đồ đệ mới. Ngài không cần những thứ đó, mà Ngài cần là nó có những cái bài học lịch sử để tất cả những người phàm kẻ tục như chúng ta không nên chán nản thất vọng bỏ cuộc nữa chừng khi gặp những hoàn cảnh khó khăn trên con đường đạo đức, trong sự hành trì tâm linh, nhưng mà phải tiếp tục phấn đấu để đạt cái thành quả cuối cùng thì mới dừng. Ta thấy là cái nghệ thuật ứng xử trước cái lời khen, và Đức Phật nêu ra ba tình huống mà đệ tử của Ngài thường khen tặng với Ngài. Ngài nhắm đến cái chất liệu vô ngã. Ở đây nó không có một cái chủ thể được khen một cách cụ thể, mà chỉ nói những cái tình huống ở trong một cái hoàn cảnh nghịch mà người ta vẫn tìm ra một lối thoát để đi, ở trong một sự bế tắc mà ta vẫn tìm ra được một giải pháp. Cái đó là đáng tán dương, và nó là dành cho tất cả mọi người. Ai cũng có khả năng để được dự phần vào trong cái tiến trình được khen như thế. Còn đối với ứng xử tâm lý học về lời phê bình chỉ trích, Đức Phật dạy chúng ta phải nói rõ như thế này: cái này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của chúng. Nó khác hoàn toàn với quan niệm của dân gian, quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Có những tình huống ta biết rất rõ là việc giải trình sẽ bị người ta cố tình gán ghép thêm như là sự biện hộ Thái Minh Thanh Nga, và cho cái sự hoài nghi về tính cách biện hộ này sẽ làm cho người ta nghĩ rằng mình chính là tác giả. Thì lúc đó ta chưa cần vội phải giải trình, vì tính hiệu quả trong việc giải trình đó, nó không được đảm bảo. Thì ứng dụng và tâm niệm cái câu trong lòng mẫu như tâm muội đó, nó có phần là có ý nghĩa đối với ta. Trên 99% chúng tôi có thể xác định là trong các kinh điển từ Bali
cho đến A Hàm, cho đến kinh điển Đại Thừa, chưa có tình huống nào Đức Phật bị phê bình chỉ trích mà Ngài không nói. Không phải vì Ngài là người hèn nhát cho nên Ngài phải nói, mà nói về cái tính có hay không trong cái sự bị gán ghép của mọi người đó, làm cho cái chân lý nó được thể hiện. Cái khác nhau giữa Ngài và chúng ta đó là Ngài nói để tuyên ngôn chân lý, còn chúng ta nói là bị ức chế tâm lý. Ta phải chứng tỏ rằng ta là kẻ bị oan, cho nên cái hận, cái hờn, cái giỏi, cái tức tối đó nó khống chế và ngự trị ở trong suốt cái tiến trình chúng ta muốn chứng minh mình là một cái người không phải là tác giả. Còn Đức Phật ngược lại, Ngài rất là thản nhiên, nói những điều cần nói, tuyên bố những nội dung cần tuyên bố vì nó có lợi cho cuộc đời. Cho nên không có tội lỗi gì trong việc chúng ta minh bạch vấn đề để cho sự hiểu lầm không được nối kết và thắt khúc. Có nhiều người cứ bị quan niệm dân gian ám ảnh á, có tịch mới rụt rịch, cho nên cứ ôm cái mối hàm quan mà cái sức chuyển hóa của mình chịu không nổi, không đủ để sức chuyển hóa, rồi phải hận thù với cái người đã tạo ra hàm quan cho mình bằng những lời thề cay rủa độc. Tôi thề từ kiếp này trở đi tôi sẽ không bao giờ đồng hành với người đó, chỗ nào người đó có mặt là tôi sẽ vắng mặt. Tất cả những lời thề cái rủa độc đó, nó mang tính cách loại trừ. Giữ mình lại thì phải loại trừ kẻ đó lập. Và kẻ đó lập nếu có mặt mà được người ta mến tụng thì mình á là không có thiện cảm, mình từ bỏ hoặc là ra về. Như vậy là từ một cái ức chế tâm lý của nỗi oan, nhiều người đã ứng xử đó thiếu khôn ngoan. Ngày và đêm á, hành hạ cảm xúc để cho nỗi đau nó quặn chảy, nó sôi sục ở trong tâm thức của mình. Trong cái đó Đức Phật nói rất đơn giản, cái này không có trong chúng tôi. Người ta tin hay không, không tin là chuyện của họ thôi. Ta phải nỗ lực làm hết sức mình để nói cái sự thật, làm giảm đi cái nỗi hoài nghi của quần chúng. Còn quần chúng cố tình bám víu vào những cái nặc danh, phê bình, chỉ trích, nói xấu để nghĩ xấu về ta, mà sau khi được giải trình rồi mà họ vẫn còn bảo lưu cái quan điểm đó, họ tự gieo nghiệp hàm quan thì hậu quả họ phải lãnh chịu. Còn ta có chức năng là ta phải giải phóng cái nghiệp đó, nói đơn giản, rõ ràng, mạch lạc khi được yêu cầu, khi có nhu cầu, nhưng không hề có cái thái độ giận tức giả đũa để cho cái người tạo ra mối hàm quan với mình đó bị mất mặt. Cho nên khi mà ta minh bạch với thái độ đó đó, ta tạo một cái cửa ngõ cho người kia hồi đầu, như thể rằng là người đó do thiếu dữ liệu cho nên rơi vào tình trạng là đánh giá sai, chứ phải là một sự cố tình. Tất cả chúng ta đều nhớ cái câu chuyện Tăng Sâm giết người không ạ? Tăng Sâm là một người có nhân cách, mẹ của ông á huấn luyện lên ông, và cái nhân cách của ông ảnh hưởng trực tiếp từ người mẹ. Chuyện trùng tên ở trong dân gian là chuyện thường xuyên. Có một anh Tăng Sâm nào đó đã giết người, rồi người ta đồn cái tiếng Tăng Sâm giết người đến tai mẹ của Tăng Sâm. Mẹ Tăng Sâm nói: mấy bà nói chơi cho vui thôi chứ, con tôi nuôi tôi không biết là ai biết, làm gì có chuyện đó. Nói xong phớt lờ. Chiều hôm sau đi ra chợ gặp mấy bà hàng chợ nói rằng là Tăng Sâm giết người, mẹ Tăng Sâm kìa, mẹ của người giết người đến. Bà nghe bà nói, giờ mấy bà nói sao chứ, con tôi làm sao giết người. Nói xong phớt lờ.
về làng sớm cho đường đi đó, thì người nào cũng nói chờ cái bà Tăng Sâm này sanh ra một đứa con giết người, khủng hoảng tâm lý, hết phớt lờ nổi, bắt đầu bà dọn nhà trốn bỏ chạy đi vì không muốn thừa nhận đó là một sự thật. Cái niềm tin của quần chúng á, nó được thiết lập ở chỗ là cái khi mà một cái thông tin nào đó nó được tái lập đi lập lại nhiều lần thì người ta mới suy luận theo kiểu nếu không có lửa sao có khói, phải có người ta mới nói chứ không có sao ta nói. Cái cơ chế tâm lý đó nó thuyết phục con người dễ dàng lắm. Và chính người mẹ của Tăng Sâm biết tâm tư, đạo đức, nhân cách, phẩm hạnh của con trai mình hơn ai hết. Ấy thế mà khi mà được lặp đi lặp lại một thông tin tiêu cực ra, bà ta đã không còn tin vào cái miệng của mình nói nữa, không còn tin vào cái phán đoán của mình nữa, không còn tin vào đứa con của mình nữa. Và chính bà cũng nghĩ rằng là con bà là kẻ giết người, cho nên bà xấu hổ quá, mặc cảm quá, bỏ xứ mà đi. Thật sự con bà nào có giết người đâu. Ở đây nó chỉ là một cái thông tin, nó không nhất thiết là một cái lời chê, nó là một thông tin. Thông tin chỉ là phản ánh một cách trung thực về những sự kiện diễn ra. Và dĩ nhiên trong thực tế có một ông Tăng Sâm khác giết người chứ không phải con của bà. Cho nên dựa vào các thông tin, nếu ta không nắm rõ được nguồn gốc của nó, ta đánh đồng tính tác giả của người A và một người B nào đó, ta đã tạo ra một nỗi hàm oan. Ở đây đó là mẹ của Tăng Sâm ngày và đêm khổ lụy. Bà con quyến thuộc khi biết được sự kiện đó cũng bị hệ lụy theo. Và cái nỗi hàm oan lớn nhất vẫn là cái ông Tăng Sâm vốn không giết người, mà một người khác mang tên mình giết người, là cho mình phải bị mỗi hàm oan. Câu chuyện nhân gian Trung Hoa thì không nói tiếp, là sau đó ông này ông minh oan cho bản thân mình bằng cách nào không thấy. Vì người mẹ bỏ xứ với cái mặc cảm tội lỗi, cho nên đâu dễ gì mà tìm ra được bà. Giả sử Tăng Sâm thiệt có trở về nhà và chứng minh với luật pháp rằng tôi không phải là người giết người thì con không biết tìm mẹ mình ở đâu. Từ một cái nỗi khổ A nó kéo theo hàng loạt các nỗi khổ B, C, D, A cộng, A trừ, A1, A2, A3, AN. Nếu như trong cái tình huống mà cái lời đồn đãi sai lầm đó, nó xuất hiện mà nó có cái chiều tạo ra thành như một cái tiếng chơi thì tác giả đó cần phải đính chính. Như Đức Phật đã nói rõ trong bài kinh này, cái này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của những thứ đó. Như vậy cái chức năng đính chính nó đã xong, mà không phải để cho cái tôi nó bị khổ đau quỵ lụy sầu ngày đêm khủng hoảng đến độ như là mẹ của Tăng Sâm phải bỏ chạy. Nếu bà là cái người mà hiểu được Phật pháp, bà điềm tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, tạo điều kiện để cho con trai của mình trở về và đối diện trước pháp luật với những nhân chứng rằng con của mình là vô tội, để cho nỗi hàm oan đó nó không đè nặng ở trên gia tộc bà, trên lương tâm của bà, và để giải phóng cái nỗi khổ đau bị quan ức của đứa con. Bà đã ứng xử thiếu khôn ngoan, và cái tôi của bà cũng lớn quá. Tôi là một người nhân từ, tôi là một người mẹ đạo đức, tại sao tôi lại có một đứa con khốn đốn tạo ra những chuyện tội lỗi tày trời như thế? Cho nên vì cũng quá thương mình, cho nên bà cũng không cần màng đến cái chuyện mà đúng về sai, về tính cách và cái sự gán ghép của người ta về đứa con của mình. Ứng xử như thế là tạo ra sự bế tắc. Ở trong các bài kinh Trường Bộ nó có một cái tình huống là có một vị Bà La Môn ghét Đức Phật lắm. Cái hào quang của Ngài chói sáng quá, quần chúng theo Ngài ồ ạt quá, triết lý của Ngài sâu sắc quá, và cái giá trị chuyển hóa từ giáo pháp của Ngài nó cũng ấn tượng quá, cho nên nhiều người không chấp nhận cái đó và muốn gọi là đến tranh biện với Ngài để chứng tỏ rằng tôi hơn Ngài trước mặt rất nhiều người.
Trong truyền thống Ấn Độ thời đó đó thì nó có rất nhiều giảng đường được dựng lên để cho các nhà tâm linh, sa môn và là môn giáo sinh hoạt đối thoại tôn giáo. Không phải là mới có ở thế kỷ 20 này mà nó có từ thời Phật. Các sa môn kỳ đại giáo đối thoại với bà la môn giáo, bà la môn giáo kỳ đại giáo đối thoại với Phật giáo, tu sĩ đối thoại với tu sĩ đối thoại với cư sĩ. Và cũng có những cái tình huống các vị sáng tạo, sáng đạo ra những cái tôn giáo sa môn và bà la môn đối thoại với Đức Phật. Vị bà la môn này dẫn rất nhiều người đến để chứng kiến vì nghĩ rằng ông sẽ chiến thắng kỳ này. Thì tới ông gặp Đức Phật, ông nói rằng Sa môn Cồ Đàm là người chủ trương kiếm thế, Sa môn Cồ Đàm là người chủ trương hư vô, Sa môn Cồ Đàm là người chủ trương tiêu cực. Nếu ông không phải là người chủ trương như thế, xin ông hãy cho biết. Đức Phật vẫn thản nhiên thôi, đừng yêu cầu Đức Phật trình bày. Thưa hiền hữu, quả thực là Cồ Đàm tôi là người chủ trương hư vô, nhưng phải nói rằng cái hư vô mà tôi nói và cái hư vô của bạn nói là hai nội dung hoàn toàn khác nhau. Chủ trương hư vô của tôi là làm sao cho lòng tham, lòng sân, lòng si, những cái tiêu cực về tâm lý, tiêu cực về hành động nó trở thành hư vô, không còn cái chỗ nào để bám víu nữa, nó được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Quả thực tôi là người chủ trương tiêu cực. Cái tiêu cực của tôi là làm sao cho tất cả những cái ác nó được mất đi, được triệt tiêu đến tận gốc rễ của nó. Quả thực Gotama tôi là người chủ trương xa lánh cuộc đời. Cuộc đời trong khái niệm của tôi hiểu đó là những cái giá trị tiêu cực, chứ không phải là cuộc đời là cái đời sống an lạc hạnh phúc. Những gì tiêu cực nó được gọi là đời, những gì xấu được gọi là đời. Thì tất cả những điều xấu, điều không tốt, tôi đã hướng dẫn các học trò của tôi chuyển hóa chúng, xa lánh chúng và giữ lại cái chất tốt của cuộc đời. Chúng ta thấy là Đức Phật không im lặng, Ngài nói chê chữ và rất là triết lý. Do đó nó vững trước khen chê là một nghệ thuật để giúp cho ta nó sống một cách bình thản, để không bị chao đảo, không bị nổi hàm oan, không tạo điều kiện để cái quần chúng có niềm tin với mình đánh mất niềm tin. Ta chỉ cần nói lên một vài tiếng thôi, tất cả những đó nó được tan biến. Mà có nhiều người cứ im lặng để cho những người khác nhẹ dạ cả tin, tin vào những lời phê bình, rồi mất hết cái tâm bồ đề, thối chuyển ở trên con đường đạo là điều càng không nên. Do đó học Đức Phật thì chúng ta nên sử dụng các cái tình tiết vừa nêu ở trong kinh Trường Bộ rất là thiết thực. Cái điều khác giữa ta và Ngài trong lúc mà ta trình bày sự thật á, ta có thể bị chao đảo, khủng hoảng, khổ đau, cái vết hằn tâm lý để hoài không quên. Còn Đức Phật là nói là để tạo ra cho mọi người cái sự hiểu biết chân chính về một sự kiện và sau đó là hết. Vì thầy kinh được bắt đầu, đây là mùa an cư nên thời gian nó cũng hơi ngắn, chúng ta kết thúc tại đây và gặp lại quý vị vào tháng sau, cũng vào cái tuần lễ này. Kính mời hồi hướng. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ